Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với diễn biến trong trận đấu được chờ đợi nhất của giải đấu năm nay, trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội NEC Red Rockets của Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có một hành trình rất đáng nhớ, đặc biệt là sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì tinh thần thi đấu đầy quyết tâm ấy đã một lần nữa được tái hiện. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một khởi đầu rất tốt trong set đấu đầu tiên và có thời điểm dẫn trước đối thủ tới 8 điểm. Dù vậy, các cô gái NEC Red Rockets vẫn thi đấu rất tập trung để dần lấy lại thế trận, qua đó rút ngắn cách biệt rồi gỡ hòa 21 đều. Từ thời điểm này, hai đội liên tục giằng co từng điểm số và trong những tình huống quyết định, bản lĩnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thể hiện đúng lúc để có chiến thắng 29-27 nghẹt thở và vươn lên dẫn trước sau set đấu đầu tiên. Bước sang set 2, câu lạc bộ NEC Red Rockets nhập cuộc tốt hơn, thi đấu khởi sắc và sớm tạo ra khoảng cách lớn trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Set đấu kết thúc với phần thắng 25-17, nghiêng về câu lạc bộ đến từ Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trong set 3. Tuy nhiên, những pha tấn công nhanh và đầy biến hóa của NEC Red Rockets đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Set đấu kết thúc với chiến thắng 25-17, nghiêng về đại diện đến từ Nhật Bản. Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong set đấu thứ tư, khi các cầu thủ NEC Red Rockets vẫn tỏ ra vượt trội hơn so với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng của Nhật Bản duy trì được khoảng cách điểm an toàn từ đầu set đấu và giành thắng lợi 25-16, qua đó thắng chung cuộc 3-1 và giành chiếc vô địch VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2019. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi Á quân với những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cá nhân và tập thể tại giải đấu năm nay. Câu lạc bộ NEC Red Rockets sở hữu 4 vận động viên xuất sắc giành các giải thưởng cá nhân, đó là truyền hai xuất sắc nhất Tsukada Shiori, libero xuất sắc nhất Kojima Manami, vận động viên toàn diện nhất Yanagita Mizuki và phụ công xuất sắc nhất Aratani Shiori. Danh hiệu này còn được đồng trao cho phụ công Bùi Thị Ngà của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặng Thị Kim Thanh giành danh hiệu vận động viên đối chuyền xuất sắc nhất. Danh hiệu chủ công xuất sắc nhất thuộc về hai vận động viên Kim Hyun-joo và Jong Jin-sim của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Năm nay, danh hiệu Miss VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2019 thuộc về vận động viên Dinara Shizikova của câu lạc bộ Antei Kazakhstan. Hạng 3 của giải được trao cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi Á quân và chiếc vô địch VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2019 thuộc về câu lạc bộ NEC Red Rockets của Nhật Bản. Tuổi 16 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tuần Hoa Sen 2019 đã khép lại sau một tuần tranh tài sôi nổi, để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc và khó quên cho khán giả cũng như các đội bóng tham dự giải đấu. Xin chúc mừng các vận động viên.